Rồi, xin chào tất cả mọi người. Phước Sửu đang có mặt tại khu dân cư Kiều Đàm. Thì hôm nay Phước Sửu sẽ đưa quý anh chị đi xem một cái sản phẩm rất là đẹp tại khu dân cư Kiều Đàm. Thì như vị trí của Phước Sửu đang đứng là đường 20m của khu dân cư Kiều Đàm. Và phía sau lưng của Phước Sửu là cây cầu Kiều Đàm. Từ khu dân cư Him Lam thì mình phải qua cây cầu Kiều Đàm. Và trục đường này là 20m nha quý anh chị. Thì bắt đầu mọi người cùng với Phước Sửu đi tham quan một căn nhà rất là đẹp tại khu dân cư Kiều Đàm này nhé. Hôm nay Phước Sửu cùng quý anh chị đi tìm hiểu một căn nhà rất là đẹp trong khu dân cư Kiều Đàm. Căn nhà này là full nội thất cực kỳ cao cấp, như quý anh chị nhìn thấy bên ngoài là đã rất là đẹp rồi, thiết kế rất là sang trọng phải không ạ? Căn nhà này nằm trong khu dân cư Kiều Đàm, quận 7. Diện tích của căn nhà là diện tích là ngang 5, dài 16.5. Hướng của căn nhà là hướng đông bắc. Căn nhà được xây dựng với cấu trúc là một trệt hai lầu, rất là kiên cố. Thiết kế gồm một phòng khách, một phòng bếp, ba phòng ngủ, phòng thờ. Và điều đặc biệt là tất cả các phòng ngủ đều có toilet riêng. Căn nhà thiết kế decor rất đẹp, như một bức tranh luôn. Không gian của căn nhà thì rất là thoáng, rộng rãi, mới. Hẻm xe hơi, vị trí đẹp. Và điều đặc biệt là căn nhà nằm trong những khu dân cư đồng bộ, rất là nhiều nhà xây dựng. Từ vị trí của căn nhà mình có thể di chuyển ra đường Trần Xuân Soạn, mất tầm khoảng 2 phút, cách tầm khoảng 100m. Và nằm gọn trong khu dân cư Kiều Đàm. Căn nhà đã có sổ hồng pháp lý sở hữu riêng biệt, đã hoàn công đầy đủ. Quý anh chị mua bán là sang tên ngay. Với căn nhà này thì quý anh chị có thể là xách ba lô vào là ở ngay luôn, không phải mua sắm gì thêm. Rồi, bây giờ cùng với Phước Sửu sẽ đưa quý anh chị đi tham quan những khu dân cư Kiều Đàm gồm có những gì và tiện ích như thế nào, vị trí di chuyển như thế nào nhé. Khu dân cư Kiều Đàm được biết đến là một khu dân cư có đường bàn cờ 7m và xe hơi ra vào đánh nhau thoải mái. Khu an ninh kín đáo và được khép kín, có bảo vệ 24/24. Khu dân cư Kiều Đàm còn là một cửa ngõ của rất là nhiều cái tiện ích, tiện lợi xung quanh. Đặc biệt của khu dân cư Kiều Đàm, như quý anh chị thấy là có một cái bách hóa xanh nằm ngay mặt tiền đường chính 20m. Khu dân cư Kiều Đàm tập trung rất là nhiều ca sĩ nổi tiếng, người mẫu chọn làm nơi an cư và lạc nghiệp. Khu dân cư Kiều Đàm có rất là nhiều tiện ích xung quanh, như quý anh chị điểm qua cho quý anh chị đó là chợ Tân Hưng nè, và nằm sát siêu thị Lotte Mart. Chỉ 1km là đến siêu thị Vivo City, cách trường Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Tài chính Marketing và trường quốc tế Vista khoảng chưa tới 500m. Và có một cái trường Vista quốc tế 123 nằm sát khu dân cư này luôn. Khu dân cư có một cái địa thế, vị trí long mạch cực kỳ là tốt luôn, được ví như là một cái con rồng của đầu điểm đầu quận 7. Khu dân cư Kiều Đàm là khu có đền Quan Thánh nè, và có một cái chùa Kiều Đàm ở giữa rất là đẹp. Đầu khu dân cư là đền Quan Thánh. Khu dân cư Kiều Đàm có hai mặt giáp sông sát với cầu Kênh Tẻ và cầu Him Lam, do đó rất là thuận lợi trong việc di chuyển qua lại giữa tất cả các quận như quận 1, quận 4, quận 8, Nhà Bè và Bình Chánh. Điều quan trọng hơn nữa là khu dân cư này kế cận tất cả những cái bệnh viện lớn và uy tín như Bệnh viện Tân Hưng, Bệnh viện Tim Tâm Đức, Bệnh viện Pháp Việt, Bệnh viện quận 7, do đó không cần lo lắng về sức khỏe của mình. Ngoài những tiện ích nêu trên, khu dân cư Kiều Đàm còn có rất là nhiều cây xanh và có nhiều cái tiện ích tập thể dục và đi bộ, hít vào không khí trong lành vào buổi sáng. Có một cái bờ kênh Trần Xuân Soạn và một cái dòng sông có cầu Kiều Đàm, nên nhiệt độ ở đây luôn được điều hòa và không khí thoáng mát. Đây còn là nơi phù hợp với việc định cư lâu dài và phát triển cho nhiều gia đình nếu bạn đang có nhu cầu, do gia chủ kẹt tiền cần bán gốc. Quý anh chị cần thêm thông tin hãy inbox ngay cho Phước Sửu theo số hotline bên dưới. Quý anh chị có dự định mua đất, hãy đưa cái nhu cầu của anh chị cho đội ngũ chúng tôi. Chúng tôi sẽ tìm những sản phẩm cực kỳ ưu thích cho quý anh chị để chọn thành một nơi an cư lâu dài và định cư sinh lời.
Quý anh chị cần chuyển nhượng lại những sản phẩm ở các tất cả các quận trong cả nước thì quý anh chị cũng gửi thông tin cho Phước Sửu nhé. Chúc anh chị một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau.